Một buổi tối yên bình tại một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc, một cô gái trẻ đột nhiên biến mất không dấu vết. Vụ mất tích bí ẩn này đã mở ra một chuỗi sự kiện đầy bất ngờ và ly kỳ, khiến cả cộng đồng rơi vào tình trạng hoang mang và tò mò. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí ẩn đằng sau vụ án làm chấn động cả thị trấn này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Vào một buổi tối tháng 9 năm 2008, không khí tại thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc yên bình và tĩnh lặng như mọi ngày. Trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô, cô gái trẻ tên là Tống Thanh Ý, 23 tuổi, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời đi, cô ấy còn nói với chị gái mình, Tống Nghiên Tuyết, rằng cô ấy sẽ đi gặp một người bạn. Dáng vẻ của Thanh Ý không hề có chút gì bất thường. Cô mỉm cười nhẹ, mang theo túi sách và điện thoại, rồi bước ra cửa vào lúc 8 giờ tối. Nghiên Tuyết cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô quen với những lần em gái ra ngoài vào buổi tối, vì Thanh Ý là người khá hướng ngoại, luôn thích gặp gỡ bạn bè. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí yên tĩnh của thị trấn không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì lạ lùng. Nhưng khi đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ đêm, Nghiên Tuyết bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thường thì em gái cô không bao giờ đi chơi khuya mà không thông báo gì. Nghiên Tuyết bấm điện thoại gọi cho Thanh Ý nhưng không ai trả lời. Cô thử gọi thêm lần nữa, vẫn không có tín hiệu phản hồi. Ban đầu, Nghiên Tuyết nghĩ có lẽ em gái mình đang bận hoặc là không tiện nghe máy. Nhưng khi thời gian dần trôi qua và điện thoại vẫn hoàn toàn im lặng, một cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng cô. Đến nửa đêm, căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường. Ánh mắt lo âu của Nghiên Tuyết không rời khỏi chiếc điện thoại, hy vọng rằng sẽ có một tin nhắn hoặc là cuộc gọi từ em gái. Suốt đêm đó, Nghiên Tuyết không tài nào ngủ được. Cô liên tục nghĩ về những điều có thể xảy ra, nhưng không dám chắc. Có khi nào nó quên không thông báo rồi ngủ lại ở nhà bạn hay không? Cô tự nhủ và cố trấn an bản thân. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi trời bắt đầu hửng sáng mà Thanh Ý vẫn không trở về, Nghiên Tuyết không thể tự thuyết phục mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Nỗi lo lắng đã chuyển thành nỗi sợ hãi thực sự. Không còn cách nào khác, Nghiên Tuyết quyết định là sẽ đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Sau khi nghe câu chuyện, cảnh sát đã ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Họ rà soát kỹ lưỡng các mối quan hệ của Thanh Ý, đồng thời kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của cô. Phát hiện đầu tiên gây chú ý là cuộc gọi cuối cùng của Thanh Ý được thực hiện đến số điện thoại của Triệu Cương, bạn trai cũ của cô. Theo lời của gia đình, Triệu Cương là một người có tính cách nóng nảy, thường xuyên có những hành vi kiểm soát trong thời gian còn yêu Thanh Ý. Thậm chí là anh ta từng gây ra những vụ xung đột căng thẳng khiến cho gia đình Thanh Ý vô cùng bất mãn. Dựa trên những thông tin trên, cảnh sát đã bắt đầu tập trung điều tra các mối quan hệ xung quanh Triệu Cương. Trong khi đó, Nghiên Tuyết và gia đình của cô như ngồi trên đống lửa, không ngừng lo lắng cho sự an nguy của Thanh Ý. Cả nhà chỉ biết cầu mong cho em gái mình sẽ sớm trở về an toàn, nhưng sâu thẳm trong lòng họ, họ hiểu rằng mọi chuyện có thể sẽ không đơn giản như họ mong đợi. Khi cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn vào vụ án mất tích bí ẩn của Tống Thanh Ý, hàng loạt các chi tiết kỳ lạ và những bằng chứng đáng ngờ đã bắt đầu xuất hiện, biến vụ án từ một vụ mất tích đơn thuần đã trở thành một bí ẩn phức tạp hơn bao giờ hết. Đầu tiên, họ thu thập được hình ảnh từ camera an ninh được lắp đặt gần với khu vực nhà trọ của Triệu Cương, bạn trai cũ của Thanh Ý và cũng là người cuối cùng liên lạc với cô. Đoạn băng ghi hình cho thấy vào buổi tối hôm cô mất tích, khoảng 8 giờ tối, Thanh Ý đã bước vào khu nhà trọ này. Hình ảnh rõ nét cho thấy cô mặc một chiếc áo khoác màu sáng, mang theo túi sách và không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường hay lo lắng. Cô bước vào cổng chính, gật đầu chào người bảo vệ rồi tiếp tục tiến vào bên trong. Nhưng điều khiến cho các cảnh sát phải chú ý là trong suốt đoạn băng sau đó không hề có hình ảnh nào ghi lại cảnh cô đã rời khỏi nhà trọ. Camera an ninh hoạt động liên tục ghi lại những diễn biến trong đêm, nhưng Thanh Ý dường như đã biến mất sau khi bước vào trong đó. Điều này đã đặt ra một câu hỏi lớn là chuyện gì đã thực sự xảy ra với cô gái trẻ sau khi cô bước vào khu nhà trọ của Triệu Cương. Để tìm ra câu trả lời, cảnh sát đã xem xét kỹ lưỡng từng phút của đoạn băng từ thời điểm cô xuất hiện cho đến sáng ngày hôm sau. Khi kiểm tra tiếp các đoạn băng sau thời điểm Thanh Ý xuất hiện, cảnh sát phát hiện ra một hình ảnh khác đầy khả nghi. Vào khoảng nửa đêm, Triệu Cương xuất hiện trên camera vác một chiếc bao tải lớn, nặng nề. Hình ảnh cho thấy hắn mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai che kín mặt và dáng đi của hắn cho thấy bao tải rất nặng, khiến hắn phải nỗ lực đáng kể thì mới có thể khiêng đi. Hắn di chuyển một cách lén lút,
nhìn quanh quất như sợ bị ai đó phát hiện. Hình ảnh này đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đội điều tra. Cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức khám xét nhà trọ của Triệu Cương. Họ hy vọng tìm thấy những manh mối hoặc là những dấu vết để giải mã cho những gì đã xảy ra ở bên trong căn phòng của hắn. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, thì đội điều tra không khỏi bất ngờ trước tình trạng ngăn nắp đến kỳ lạ của căn phòng. Sàn nhà sạch bóng, không một vết bẩn, các vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, thậm chí là còn có mùi hương thơm nhẹ của chất tẩy rửa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc xô xát hay vật lộn, thậm chí là họ còn không tìm thấy một sợi tóc hay một vết máu hay là bất kỳ một dấu vết nào có liên quan đến sự hiện diện của Thanh Ý. Sự sạch sẽ quá mức này không chỉ khiến cho cảnh sát bối rối mà còn làm dấy lên nghi ngờ rằng hiện trường đã được cố tình xóa sạch dấu vết. Không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cảnh sát đã tiến hành sử dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến để kiểm tra căn phòng. Họ đã sử dụng đến đèn UV để phát hiện vết máu ẩn, máy quét dấu vân tay và các phương pháp khác. Tuy nhiên kết quả vẫn không khả quan, mọi thứ dường như đã được dọn dẹp một cách cẩn thận và có chú ý. Không lâu sau, trong quá trình mở rộng tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe máy của Thanh Ý nằm ở bên bờ sông cách nhà trọ của Triệu Cương không xa. Chiếc xe được tìm thấy trong tình trạng có khóa cổ, không có dấu hiệu hư hỏng hay là bị cậy phá. Điều này cho thấy có khả năng chiếc xe đã được di chuyển và đặt tại đó một cách có chủ đích. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và sử dụng đội lặn chuyên nghiệp để rà soát lòng sông. Họ thậm chí là huy động đến các thiết bị hiện đại như sonar và máy dò kim loại để kiểm tra các khu vực lân cận. Tuy nhiên thì mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại kết quả, không có thi thể, không có vật chứng và không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan trực tiếp đến sự mất tích của cô gái trẻ. Trong khi cảnh sát dồn hết mọi nghi vấn vào Triệu Cương, chuẩn bị triệu tập hắn để thẩm vấn, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cho vụ án rẽ sang một hướng khác. Gia đình của Triệu Cương báo tin hắn đã uống thuốc ngủ tự vẫn tại nhà riêng. Theo lời của gia đình thì cái chết của hắn diễn ra đột ngột, không để lại thư tuyệt mệnh hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định kết liễu đời mình trước đó. Họ cho biết hắn đã trở về nhà vào đêm ngày hôm trước, tỏ ra mệt mỏi và ít nói, nhưng không ai nghĩ rằng hắn sẽ làm điều gì dại dột. Việc chôn cất Triệu Cương đã được gia đình tổ chức một cách chóng vánh, chỉ có một vài người thân tham dự. Họ từ chối tiếp xúc với báo chí và cảnh sát, mong muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Không có cuộc điều tra pháp y kỹ lưỡng nào được thực hiện trước khi mai táng, khiến cảnh sát không có cơ hội thu thập thêm bằng chứng từ thi thể của hắn. Sự ra đi đột ngột của Triệu Cương, nghi phạm quan trọng nhất, đã khiến cho vụ án rơi vào tình trạng bế tắc. Cảnh sát đã mất đi manh mối chính và không có đủ chứng cứ để tiếp tục điều tra. Cộng đồng địa phương bắt đầu xôn xao với nhiều tin đồn và giả thuyết khác nhau. Một số người thì cho rằng Triệu Cương phạm tội và tự sát vì hối hận. Số khác lại tin rằng có thể có một thế lực đằng sau và sự thật vẫn chưa được phơi bày. Gia đình của Tống Thanh Ý chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng, không biết liệu họ có bao giờ tìm ra được câu trả lời cho sự mất tích của con gái mình hay không. Vụ án dần trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, được nhắc đến như một câu chuyện đầy ám ảnh trong thị trấn nhỏ. Mặc dù cảnh sát vẫn tiếp tục giữ hồ sơ mở và hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra sự thật, nhưng thời gian trôi qua, hy vọng đó ngày càng trở nên mờ nhạt. Dù vụ án về sự mất tích của em gái tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc hoàn toàn, Tống Nghiên Tuyết không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm ra sự thật. Thời gian không làm nguôi ngoai nỗi đau đớn và sự trống trải trong lòng cô. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua chỉ làm quyết tâm của cô càng thêm mãnh liệt. Trong suốt 5 năm dài đằng đẵng, Nghiên Tuyết đã dành toàn bộ thời gian và năng lượng của mình để tìm kiếm manh mối, dù là nhỏ nhất. Cô liên tục liên hệ với bạn bè cũ, người quen và đồng nghiệp của em gái, lục lại từng kỷ niệm, từng mối quan hệ mà em gái từng có, thậm chí là tìm đến cả những tổ chức điều tra tư nhân, những thám tử nổi tiếng với hy vọng rằng họ sẽ giúp cô tìm ra được một chút thông tin về em gái mình. Nhưng hành trình tìm kiếm sự thật của cô không hề dễ dàng. Ngay từ những ngày đầu tiên, Nghiên Tuyết đã phải đối mặt với vô vàn áp lực và khó khăn. Sự tuyệt vọng ngày càng gia tăng khi cô nhận ra rằng các nỗ lực điều tra chính thức của cảnh sát dường như đã rơi vào bế tắc và họ không thể cung cấp cho cô bất kỳ thông tin hữu ích nào. Không chỉ vậy, cuộc sống của cô bắt đầu bị xáo trộn bởi những sự đe dọa bí ẩn. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi nặc danh đến vào lúc nửa đêm khi cô vừa thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi và căng thẳng. Mỗi lần điện thoại reo, cô lại giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Khi nhấc máy lên, đầu dây bên kia thường có sự im lặng kéo dài đáng sợ.
hoặc đôi khi là những tiếng thở dài nặng nề, rợn người, như thể là có ai đó đang theo dõi cô. Sau đó thì những tin nhắn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên điện thoại của cô. Các tin nhắn gửi đến điện thoại của cô chứa những dòng ngắn gọn nhưng đầy tính đe dọa. Những lời cảnh báo như dừng lại trước khi quá muộn hoặc sự thật này không dành cho người sống liên tục xuất hiện, không chỉ một lần mà nhiều lần trong ngày. Mỗi lần nhận được tin nhắn như vậy, cô lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh và không để cho sự sợ hãi chi phối mình. Đỉnh điểm của lời đe dọa là vào một ngày nọ khi Nghiên Tuyết phát hiện ra một bức thư lạ để ở trước hộp thư trước nhà. Bức thư được viết tay với dòng chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đang vội vàng hoặc là cố tình che giấu nét chữ thật. Nội dung ở trên đó viết chôn giấu quá khứ là cách duy nhất để sống sót. Lời lẽ không chỉ mơ hồ mà còn rõ ràng ám chỉ rằng có ai đó đang theo dõi từng hành động của cô và muốn cô ngừng việc tìm kiếm sự thật. Nhận được mức độ nghiêm trọng của những sự việc này, Nghiên Tuyết quyết định không thể im lặng. Cô thu thập tất cả các tin nhắn đe dọa, ghi lại số điện thoại gọi đến và cẩn thận giữ gìn bức thư lạ. Cô đã đến gặp cảnh sát, trình bày chi tiết mọi chuyện, hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ cô lần ra dấu vết của kẻ đứng sau những lời đe dọa này. Cảnh sát nhận thấy đây có thể là một đầu mối quan trọng nên đã vào cuộc một cách nghiêm túc. Họ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và truy vết số điện thoại, phân tích dữ liệu tin nhắn và kiểm tra nguồn gốc lá thư. Tuy nhiên, kết quả tất cả đều rơi vào thất vọng. Các số điện thoại được sử dụng để gọi và nhắn tin đều là sim rác, mua bán bằng danh tính giả và không để lại bất kỳ dấu vết giao dịch nào. Lá thư cũng không cung cấp được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Giấy viết là loại thông dụng, không có dấu vân tay, không có DNA hay là bất kỳ manh mối nào khác. Mọi nỗ lực điều tra đều dần dẫn đến ngõ cụt. Dù những nỗ lực của cảnh sát không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng điều đó không làm cho Nghiên Tuyết nản lòng. Ngược lại, mỗi lần gặp bế tắc thì cô lại càng quyết tâm hơn trong việc tìm ra sự thật. Cô hiểu rằng những lời đe dọa này chỉ chứng minh một điều, rằng có ai đó đang cố tình che giấu sự thật và sợ rằng cô sẽ khám phá ra những bí mật đen tối đó. Điều này càng làm cô tin rằng mình đang đi đúng hướng. Cô tự nhủ rằng nếu cô từ bỏ bây giờ thì em gái cô sẽ mãi mãi không được tìm thấy và công lý sẽ không được thực thi. Sự quyết tâm của cô đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua mọi khó khăn và sợ hãi. Đến năm 2013, sau 5 năm dài đằng đẵng và mệt mỏi, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, thắp lên tia hy vọng mới cho Nghiên Tuyết. Trong một đêm khuya, khi cô đang ngồi trước màn hình máy tính, xem lại những tài liệu cũ và các manh mối chưa được giải đáp, cô quyết định kiểm tra lại các tài khoản mạng xã hội cũ của Triệu Cương, bạn trai cũ của em gái cô và cũng là nghi phạm chính trong vụ mất tích. Không ngờ cô lại phát hiện ra tài khoản của hắn bất ngờ hoạt động sau nhiều năm im lìm. Điều này khiến cho cô không khỏi rùng mình vì Triệu Cương được cho là đã chết từ năm 2008. Vậy thì tại sao tài khoản của hắn có thể hoạt động? Cô nhanh chóng mở trang cá nhân của Triệu Cương và thấy rằng hắn vừa đăng một bài viết mới. Bài đăng ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh, có những bí mật mãi mãi không nên được tiết lộ. Đi kèm bài đăng là một hình ảnh mờ nhạt của một cuốn nhật ký cũ với bìa da sờn cũ kỹ. Hình ảnh không đủ rõ để nhận biết nội dung hay chi tiết ở bên trong, nhưng rõ ràng là có ý nghĩa quan trọng. Tim cô đập mạnh, cảm giác như là phát hiện ra một manh mối quan trọng. Nghiên Tuyết đã lập tức chụp lại màn hình bài đăng đó và gửi lại nó cho đội trưởng đội điều tra trước đây kèm theo lời nhắn: xin hãy xem xét việc này, có thể đây là bước đột phá chúng ta cần. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Họ tiến hành các biện pháp kỹ thuật để truy vết địa chỉ IP và thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của Triệu Cương và đăng bài viết này. Kết quả điều tra cho thấy tài khoản được đăng từ một quốc gia Đông Nam Á, một nơi cách xa Trung Quốc và hiện trường vụ án. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn bởi Triệu Cương đã được cho là đã chết từ nhiều năm trước và không có lý do gì mà tài khoản của hắn ta lại được sử dụng tại một nơi xa xôi như vậy. Cảnh sát đã đặt ra nhiều giả thuyết, liệu có phải Triệu Cương thực sự còn sống và đã giả chết, hoặc là có ai đó đã chiếm đoạt tài khoản của hắn. Dù thế nào thì đây cũng là một manh mối quan trọng và cần được làm rõ. Nhờ sự phối hợp của Interpol và cảnh sát địa phương của quốc gia liên quan, họ đã lần ra được người sử dụng địa chỉ IP để đăng nhập vào tài khoản của Triệu Cương. Đó là một người đàn ông tên Lưu Kiện, sống ở một thành phố lớn tại quốc gia Đông Nam Á đó. Khi đối mặt với cảnh sát, Lưu Kiện tỏ ra khá bất ngờ và bối rối. Anh ta thừa nhận rằng anh ta đang sử dụng tài khoản mạng xã hội đó, nhưng khẳng định
rằng mình không phải là chủ nhân ban đầu. Theo lời khai của anh ta, tài khoản được anh ta mua lại trên mạng đen thông qua một giao dịch ẩn. Anh ta nhận lời chào mời qua một tin nhắn từ sim giác với đề nghị bán một tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi đáng kể. Mọi giao dịch được thực hiện trực tuyến, thanh toán bằng tiền điện tử và không để lại bất kỳ manh mối nào về người bán. Lưu kiện cho biết anh ta mua tài khoản để sử dụng cho mục đích kinh doanh cá nhân. Cảnh sát đã tiến hành đối chiếu hình ảnh và thông tin của Lưu Kiện với Triệu Cương. Họ nhận thấy rằng Lưu Kiện không có điểm tương đồng nào về diện mạo hay là thông tin cá nhân với người đàn ông đã chết vào năm 2008. Điều này khiến cho họ không thể xác định được ngay mối liên hệ trực tiếp giữa Lưu Kiện và vụ án. Họ cũng điều tra sâu hơn về giao dịch mua bán tài khoản này. Nhưng do giao dịch được thực hiện trên mạng đen, sử dụng tiền điện tử và thông qua các kênh ẩn danh cho nên không thể lần ra được người bán thực sự. Nguồn gốc bài đăng bí ẩn kia cũng không thể được xác định rõ ràng, bởi Lưu Kiện khẳng định anh ta chưa bao giờ đăng bài viết đó và không biết gì về nó. Mọi cố gắng điều tra tiếp theo đều không mang lại bất kỳ kết quả nào và vụ án lại rơi vào bế tắc. Khi cảnh sát cung cấp hình ảnh của Lưu Kiện, người đang sử dụng tài khoản mạng xã hội của Triệu Cương cho gia đình Thanh Ý, Tống Nghiên Tuyết cảm thấy thất vọng tràn trề. Gương mặt người đàn ông trong hình hoàn toàn khác xa so với Triệu Cương, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào có chứng tỏ có mối liên quan. Nghiên Tuyết đã hy vọng rằng đây sẽ là bước ngoặt để phá vỡ bế tắc kéo dài nhiều năm nay, nhưng những gì mà cô nhìn thấy lại khiến cho mọi thứ dường như chìm vào ngõ cụt một lần nữa. Thế nhưng, khi cô quan sát kỹ hơn, có một chi tiết nhỏ trên gương mặt của Lưu Kiện bất ngờ thu hút sự chú ý. Ở trên thái dương của hắn ta có một vết sẹo mờ mờ, rất giống với vết sẹo của Triệu Cương từng có sau một vụ tai nạn xe máy vài năm trước khi hắn ta được cho là đã chết. Đầu óc của Nghiên Tuyết như bị xoay chuyển, cô lập tức báo lại phát hiện này cho cảnh sát, giọng nói đầy xúc động nhưng cũng dấy lên một nỗi sợ không tên. Cảnh sát không bỏ qua manh mối này, họ đã ngay lập tức điều tra sâu hơn về Lưu Kiện và phát hiện ra hàng loạt chi tiết trùng khớp đầy bất ngờ. Theo hồ sơ nhập cảnh, Lưu Kiện đã đến quốc gia Đông Nam Á, nơi hắn sinh sống vào năm 2008, thời điểm trùng khớp chính xác với ngày mà Triệu Cương được cho là đã tự vẫn tại Trung Quốc. Sự trùng hợp này khiến cho họ nghi ngờ Lưu Kiện có thể không phải là một danh tính thật, mà là một vỏ bọc được dựng lên để che giấu bí mật gì đó lớn lao. Cảnh sát đã quyết định mở rộng cuộc điều tra. Họ tìm đến các bệnh viện ở trong khu vực để kiểm tra hồ sơ y tế của Lưu Kiện. Tại một bệnh viện tư nhân, họ đã phát hiện rằng hắn đã thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hoàn toàn diện mạo ngay sau khi đến quốc gia này. Hồ sơ bệnh viện cũng lưu giữ hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Và chính những hình ảnh này đã đưa ra một bằng chứng gây sốc. Trước khi phẫu thuật, gương mặt của Lưu Kiện hoàn toàn giống với gương mặt của Triệu Cương. Nghiên Tuyết, khi nghe thấy phát hiện này, đã không thể tin nổi vào tai mình. Làm sao một người đã chết lại có thể sống dưới danh tính mới? Tại sao hắn lại phải giả chết? Và quan trọng nhất là điều này có liên quan gì đến sự biến mất của Thanh Ý? Cô cảm thấy như cả thế giới chao đảo dưới chân mình, nhưng ở trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Để củng cố bằng chứng, cảnh sát tiếp tục thu thập mẫu vân tay và ADN của Lưu Kiện để đối chiếu với hồ sơ của Triệu Cương được lưu lại từ trước. Kết quả trả về là một cú sốc, tất cả dữ liệu hoàn toàn trùng khớp. Điều này xác nhận rằng Lưu Kiện thực chất chính là Triệu Cương, kẻ đã dựng lên màn kịch giả chết hoàn hảo để trốn chạy tội ác của mình. Ngay lập tức, một kế hoạch bắt giữ được thực hiện. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi ở của Lưu Kiện để thực hiện lệnh bắt, thì họ phát hiện ra hắn đã biến mất không dấu vết. Điều này đã làm dấy lên một cuộc truy lùng gay cấn, bởi rõ ràng hắn ta đã phát hiện ra mình đang bị điều tra và tiếp tục lẩn trốn. Triệu Cương, dưới danh tính là Lưu Kiện, dường như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Hắn rời khỏi nơi ở chỉ vài giờ sau khi cảnh sát đến, mang theo rất ít đồ đạc, cho thấy hắn đã lên kế hoạch từ trước. Các camera giám sát ở trong khu vực đã ghi lại hình ảnh hắn ta rời đi trên một chiếc xe máy cũ, đội mũ bảo hiểm kín mít, khiến cho việc nhận diện càng thêm khó khăn. Cảnh sát đã ngay lập tức triển khai lực lượng truy lùng, phong tỏa các tuyến đường lớn và tăng cường kiểm tra các bến xe, nhà ga và sân bay trong khu vực. Tuy nhiên, Triệu Cương là một kẻ lẩn trốn chuyên nghiệp, hắn ta dường như đã nắm rõ các phương pháp hoạt động của cảnh sát và biết cách né tránh các điểm kiểm soát. May mắn duy nhất mà cảnh sát thu được đó chính là giao dịch rút tiền nhỏ từ tài khoản ngân hàng của Lưu Kiện tại nhiều địa điểm khác nhau. Những giao dịch này cho thấy hắn đang liên tục di chuyển.
thay đổi địa điểm mỗi ngày và sử dụng số tiền tối thiểu để tránh bị phát hiện. Trong lúc này, Tống Nghiên Tuyết sống trong trạng thái lo âu và hồi hộp. Tin tức về Triệu Cương trốn thoát khiến cô vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Sau 5 năm đấu tranh tìm kiếm sự thật, giờ đây khi kẻ thù ác gần như đã lộ mặt, hắn lại tiếp tục biến mất, đẩy cô và cả đội điều tra vào một vòng xoáy căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi cuộc truy đuổi bước sang ngày thứ 3, một manh mối mới xuất hiện. Một người bán hàng tại khu vực chợ địa phương báo cáo rằng đã nhìn thấy một người đàn ông có đặc điểm giống với Lưu Kiện mua đồ ăn và nước uống vào sáng sớm. Người này cho biết hắn tỏ ra rất thận trọng và thường xuyên nhìn xung quanh như để chắc chắn là không có ai theo dõi mình. Dựa trên thông tin này, cảnh sát đã khoanh vùng khu vực tìm kiếm và cuối cùng họ đã phát hiện ra hắn ẩn náu ở trong một nhà nghỉ rẻ tiền nằm ở khu vực ngoại ô, nơi ít người qua lại. Lần này không để hắn có cơ hội trốn thoát, cảnh sát đã tổ chức một cuộc bao vây nhanh chóng và bất ngờ. Triệu Cương bị bắt giữ trong tình trạng hoảng loạn. Hắn ta cố gắng kháng cự, nhưng với số lượng lực lượng áp đảo, hắn không có cơ hội để trốn thoát. Hành trình lẩn trốn của Triệu Cương kết thúc, nhưng với cảnh sát và Tống Nghiên Tuyết, đây chỉ là bước đầu tiên trong hành trình vạch trần toàn bộ sự thật. Lý do mà hắn giả chết, những gì mà hắn đã làm suốt 5 năm qua và điều gì thực sự đã xảy ra với Tống Thanh Ý. Tất cả vẫn còn là những câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng với việc bắt giữ hắn, một tia sáng công lý đã bắt đầu lóe lên sau những tháng ngày tăm tối và đau khổ. Dù bị bắt giữ, Triệu Cương vẫn không dễ dàng khai nhận sự thật. Tại đồn cảnh sát, hắn duy trì thái độ im lặng và từ chối hợp tác và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trong suốt những lần thẩm vấn đầu tiên, hắn chỉ cúi gằm mặt hoặc nhếch mép cười một cách lạnh lùng như thể muốn thách thức cả đội điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, từ hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ, mẫu vân tay ADN cho đến hình ảnh trong thời gian hắn lẩn trốn, sự điềm tĩnh đã bắt đầu rạn nứt. Hắn toát mồ hôi, ánh mắt liên tục dao động như đang cố gắng tìm cách để đối phó. Trong một nỗ lực cuối cùng, đội điều tra đã quyết định nhắc đến Tống Thanh Ý và hỏi trực tiếp về mối liên hệ giữa hắn và sự mất tích của cô. Nhắc đến tên nạn nhân, phản ứng của Triệu Cương thay đổi rõ rệt. Hắn trở nên căng thẳng, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đó là lần đầu tiên hắn bộc lộ sự hoảng loạn, như thể bí mật lớn nhất của mình sắp bị phơi bày. Lợi dụng khoảnh khắc đó thì các điều tra viên đã tiếp tục gây áp lực, buộc hắn phải đối diện với tội ác mà hắn đã che giấu suốt 5 năm trời. Và cuối cùng, dưới sức ép không ngừng của đội điều tra và những bằng chứng rõ ràng, Triệu Cương đã bắt đầu khai nhận. Nhưng những lời thú nhận của hắn lại mở ra một cơn ác mộng khác. Khi toàn bộ sự thật về sự mất tích của Tống Thanh Ý và những gì hắn đã làm trong suốt 5 năm qua dần được hé lộ. Theo lời khai của Triệu Cương thì tất cả bắt đầu từ nỗi ám ảnh bệnh hoạn của hắn sau khi chia tay Tống Thanh Ý. Triệu Cương không chấp nhận sự thật rằng Thanh Ý đã rời bỏ hắn và bắt đầu một mối quan hệ mới. Ý nghĩ về việc cô thuộc về một người khác khiến cho hắn ghen tuông đến mức điên loạn. Hắn không chỉ xem cô là người yêu cũ mà còn là một phần tài sản của hắn, thứ mà hắn không bao giờ muốn cho ai khác sở hữu. Sự chiếm hữu này đã dần dần biến thành cơn giận dữ và thôi thúc hắn lên kế hoạch trả thù cô một cách tàn nhẫn. Vào một buổi tối tháng 9 năm 2008, hắn đã gọi điện cho Thanh Ý, giả vờ tỏ ra hối lỗi và muốn làm hòa. Hắn nói rằng muốn gặp cô để xin lỗi đàng hoàng về những mâu thuẫn trong quá khứ và bàn về cách cả hai có thể khép lại câu chuyện trong êm đẹp. Lời lẽ nhẹ nhàng và sự hồi lỗi giả tạo của hắn đã thuyết phục được Thanh Ý. Cô tin rằng đây là cơ hội để chấm dứt những rắc rối còn sót lại ở trong mối quan hệ cũ, cho nên đã đồng ý đến nhà trọ của hắn để nói chuyện. Nhưng đằng sau lời xin lỗi ấy lại là một kế hoạch tàn ác đã được chuẩn bị kỹ càng. Theo như lời khai của Triệu Cương, hắn đã dành nhiều ngày để lên kế hoạch chi tiết, mua sắm các vật dụng cần thiết và sắp đặt lại hiện trường. Ngay khi Thanh Ý bước vào nhà trọ, hắn đã mời cô một ly nước mà hắn đã pha sẵn thuốc mê. Hắn chờ đợi trong vài phút và khi cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn ra tay. Thanh Ý bất tỉnh ngay trước mặt hắn, trong trạng thái không còn chút sức kháng cự, cô đã trở thành nạn nhân của một hành vi sát nhân lạnh lùng và tàn nhẫn. Triệu Cương thừa nhận rằng hắn đã sử dụng một đôi găng tay để bóp cổ cô đến chết, cố tình không để lại dấu vết trực tiếp nào trên thi thể. Sau khi gây án, hắn bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Triệu Cương đã chuẩn bị sẵn một bao tải lớn để giấu thi thể của cô cùng với các dụng cụ lau chùi và hóa chất tẩy rửa. Hắn lau sạch mọi dấu vết ở trong căn phòng,
thậm chí là sử dụng hóa chất mạnh để xóa bỏ bất kỳ dấu hiệu nào có thể tố cáo hành động của mình. Sàn nhà, tường và mọi bề mặt tiếp xúc đều được hắn xử lý cẩn thận. Tuy nhiên còn đáng sợ hơn cả là hắn không hành động một mình. Sau khi gây án, Triệu Cương trở về nhà và thú nhận mọi chuyện với bố mẹ. Thay vì kinh hoàng trước tội ác của hắn, thì bố mẹ hắn lại quyết định đứng về phía hắn và giúp hắn che giấu sự thật. Ba người đã cùng nhau bàn bạc thống nhất và dựng lên một kịch bản tự vẫn giả cho Triệu Cương. Họ đã chuẩn bị mọi thứ để Triệu Cương biến mất khỏi cuộc sống công khai. Thi thể của Tống Thanh Ý được giấu trong một chiếc bao tải và chôn ngay dưới ngôi mộ mà gia đình hắn dựng lên mang tên hắn. Ngôi mộ này không chỉ là nơi chôn giấu tội ác mà còn là biểu tượng cho sự táo tợn và xảo quyệt ở trong kế hoạch của gia đình hắn. Sau khi mọi chuyện được sắp đặt xong, Triệu Cương rời khỏi Trung Quốc với giấy tờ giả. Hắn đến một quốc gia Đông Nam Á và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện tư nhân để thay đổi hoàn toàn diện mạo. Với danh tính là Lưu Kiện, hắn sống một cuộc đời kín đáo, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo và không ai có thể lần ra dấu vết. Triệu Cương thừa nhận rằng suốt 5 năm qua, hắn ta luôn tự tin rằng mình đã thoát khỏi tất cả. Hắn sống một cách lặng lẽ, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và quá khứ. Tuy nhiên, hắn không ngờ sự kiên trì của Tống Nghiên Tuyết và đội điều tra đã dẫn đến ngày hôm nay. Lời thú tội của Triệu Cương không chỉ phơi bày hành vi sát nhân lạnh lùng mà còn cho thấy sự toan tính và đồng lõa của gia đình hắn trong việc che giấu tội ác. Với những bằng chứng thu thập được và lời khai của hắn, cảnh sát đã có đủ cơ sở để buộc tội hắn cùng những kẻ liên quan đưa vụ án kinh hoàng ra ánh sáng của công lý. Cảnh sát với những bằng chứng thuyết phục thu thập được từ lời khai của Triệu Cương đã quyết định tiến hành khai quật ngôi mộ. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn cuối cùng trong hành trình làm sáng tỏ vụ án đã gây chấn động và để lại nỗi đau kéo dài cho gia đình nạn nhân. Ngôi mộ nằm trong một nghĩa trang nhỏ, nơi mà gia đình Triệu Cương đã dựng lên sau khi tuyên bố hắn tự vẫn. Khu vực này đã nhanh chóng được phong tỏa và không cho phép người ngoài tiếp cận. Từng nhát sẻng lật lên, không khí đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người có mặt tại hiện trường, từ đội pháp y cho đến các điều tra viên và công tố viên đều giữ một sự im lặng nghiêm trang. Sau nhiều giờ khai quật cẩn thận, đội pháp y cuối cùng cũng đã tìm thấy được một bao tải lớn chôn ở dưới lớp đất dày. Bao tải đã bị mục nát một phần do thời gian nhưng vẫn được buộc chặt bằng dây thừng. Khi mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng lộ diện. Ở bên trong là một thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, lẫn lộn các mảnh vải và những dấu vết đã bị thời gian và môi trường làm cho biến dạng. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình. Nhưng sự nghiêm túc và cẩn trọng của đội ngũ pháp y không hề bị gián đoạn. Các chuyên gia pháp y đã lập tức thu thập mẫu xương, tóc và các dấu vết còn sót lại để tiến hành giám định DNA. Những mẫu vật được chuyển thẳng đến phòng thí nghiệm với quy trình kiểm tra khẩn cấp. Chỉ vài ngày sau, kết quả giám định được công bố, thi thể ở bên trong bao tải chính là Tống Thanh Ý, cô gái trẻ đã mất tích một cách bí ẩn suốt 5 năm qua. Thông tin này đã nhanh chóng được lan truyền, gây chấn động ở trong dư luận. Nhiều người không thể tin rằng dưới ngôi mộ của Triệu Cương, nơi gia đình hắn từng diễn vở kịch thương tiếc giả tạo, lại là nơi chôn cất thi thể của một nạn nhân vô tội. Xã hội bàng hoàng phẫn nộ trước độ tàn nhẫn và sự lạnh lùng của kẻ sát nhân cũng như là sự đồng lõa đáng lên án của gia đình hắn. Vụ án đã nhanh chóng được đưa ra xét xử công khai với sự tham gia đông đảo của công chúng và giới báo chí. Trong phiên tòa, Triệu Cương, người đã giả chết và sống dưới danh tính mới suốt 5 năm bị buộc tội giết người với đầy đủ bằng chứng, không thể chối cãi. Lời khai của hắn cùng với kết quả khai quật và giám định là những bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy sự tàn ác và tính toán lạnh lùng của hắn. Tòa án nhận định rằng hành vi của Triệu Cương không chỉ tước đi mạng sống của một người vô tội mà còn gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân. Hắn đã lên kế hoạch một cách chi tiết và tinh vi để thực hiện tội ác. Sau đó cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết và trốn tránh công lý bằng cách giả chết. Hành động này không chỉ thể hiện sự nhẫn tâm mà còn là sự xem thường pháp luật và đạo đức con người. Bản án tử hình được tuyên dành cho Triệu Cương thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi giết người dã man. Cùng lúc đó, cha mẹ của hắn, những người đã đồng lõa và hỗ trợ hắn che giấu tội ác, bị buộc tội bao che tội phạm và tiêu hủy chứng cứ. Họ bị kết án 20 năm tù giam, một mức án nặng để răn đe và lên án hành vi dung túng cho cái ác. Khi bản án được tuyên, không khí trong phòng xử trở nên nặng nề. Gia đình của Tống Thanh Ý dù đã tìm được công lý cho con gái và em gái mình,
nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi đau đớn và sự mất mát không có gì có thể bù đắp. Hình ảnh người cha già, người mẹ tóc bạc khóc nức nở trong phiên tòa đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Câu chuyện về vụ án không chỉ là một tấn bi kịch gia đình mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả khủng khiếp của lòng ích kỷ, của sự chiếm hữu và lòng tham mù quáng. Nó cũng minh chứng cho sự kiên trì và sức mạnh của pháp luật, cũng như những người không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại công lý, bất kể thời gian và khó khăn. Dù mọi thứ đã khép lại bằng một bản án nghiêm minh, nhưng ký ức về Tống Thanh Ý, một cô gái trẻ bị tước đi mạng sống một cách oan uổng, sẽ mãi là lời cảnh tỉnh về giá trị của sự sống và công lý. Cô ra đi, nhưng hành trình tìm lại sự thật và công lý cho cô sẽ luôn được nhớ đến như một biểu tượng cho niềm tin vào ánh sáng giữa bóng tối. Vụ án về sự mất tích và cái chết của Tống Thanh Ý là một câu chuyện đầy bi kịch và ám ảnh. Nó không chỉ phản ánh sự tàn nhẫn và toan tính của kẻ thù ác, Triệu Cương, mà còn thể hiện sức mạnh của tình thân và lòng kiên trì ở trong hành trình tìm kiếm sự thật của Tống Nghiên Tuyết. Sự biến mất đột ngột của Thanh Ý đã đẩy gia đình cô vào một trạng thái lo lắng và tuyệt vọng. Những manh mối ban đầu dẫn đến nghi ngờ Triệu Cương, bạn trai cũ với quá khứ kiểm soát và bạo lực. Tuy nhiên, cái chết giả tạo của hắn và việc thiếu bằng chứng đã khiến cho vụ án bị rơi vào bế tắc suốt nhiều năm. Điểm sáng ở trong câu chuyện là sự kiên định của Nghiên Tuyết. Mặc dù phải đối mặt với những lời đe dọa và khó khăn, cô không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm ra sự thật về em gái mình. Nỗ lực không ngừng của cô cuối cùng cũng đã phá vỡ màn kịch giả dối, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng và mang lại công lý cho Thanh Ý. Vụ án này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự cảnh giác trong các mối quan hệ và nhờ sự hỗ trợ của gia đình bạn bè khi phải đối mặt với khó khăn. Đồng thời nó cũng lên án sự đồng lõa và bao che tội ác, khẳng định rằng công lý cuối cùng sẽ được thực thi dù thời gian có trôi qua bao lâu. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.